Nói đến những cầu thủ được coi là Judas, là kẻ phản bội, rất nhiều người nghĩ đến Luis Figo vì anh chuyển từ Barca sang thi đấu cho đại kình địch Real Madrid. Tuy nhiên, tại thủ đô London, câu chuyện của Sol Campbell còn phức tạp và kinh khủng hơn những gì đã diễn ra với Figo rất nhiều. Trung vệ người Anh từ chỗ là đội trưởng của Tottenham lại bất ngờ chuyển đến thi đấu cho Arsenal và trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử pháo thủ. Dù sinh ra tại London, thi đấu cho Tottenham từ thời niên thiếu, nhưng Sol Campbell không phải là một người con của Spurs. Anh sinh ra ở Plaistow, có bố mẹ là người Jamaica nhập cư và bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp cùng với đội trẻ của West Ham năm 1988. Dù vậy, đối với không ít cổ động viên của Tottenham những năm 1990, Sol Campbell vẫn là một phần cực kỳ quan trọng của đội bóng. Tottenham thời điểm ấy là một tập thể còn bất ổn hơn bây giờ rất nhiều. Họ là ứng viên thường trực cho suất xuống hạng khi luôn đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng và thay huấn luyện viên như thay áo. Chỉ đến khi Sol Campbell gia nhập Spurs vào năm 1992 thì mọi chuyện mới hoàn toàn thay đổi. Trung vệ người Anh như một người tiên phong, một lá cờ đầu của giới cầu thủ da màu tại xứ sở sương mù. Với Sol Campbell ở trung tâm hàng hậu vệ, Tottenham dần dần lột xác và trở thành một đối thủ mà các ông lớn thời đó như Arsenal, Liverpool hay Man United không thể xem thường. Ở mùa giải 1998-99, trung vệ người Anh góp công không nhỏ trong hành trình giành chức vô địch cúp liên đoàn của đội bóng thành London. Sol Campbell còn tạo ra cột mốc lịch sử tại Anh khi trở thành cầu thủ da màu đầu tiên đeo băng đội trưởng trong một trận chung kết cúp liên đoàn. Đối với các cổ động viên của Spurs khi ấy, trung vệ sinh năm 1974 không chỉ là người thủ lĩnh, anh còn là một biểu tượng và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, cuộc tình nào rồi cũng có lúc kết thúc và cái cách mà Sol Campbell ra đi đã để lại cho Spurs một vết thương lòng quá lớn. Ngày 8 tháng 4 năm 2001, Tottenham đối đầu với Arsenal tại bán kết FA Cup. Sol Campbell với tư cách của một người đội trưởng đã phải tiêm thuốc giảm đau ở mắt cá chân để có thể ra sân sau chấn thương gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2002. Với Spurs, trận đấu ấy không đơn giản chỉ là một trận derby Bắc London thông thường mà nó còn quyết định thành quả của cả mùa giải. Tottenham khi đó đang rơi tự do xuống giữa bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và chức vô địch FA Cup là cơ hội để họ thoát khỏi cảnh trắng tay vào cuối mùa. Mọi thứ tưởng chừng đã diễn ra thuận lợi với Tottenham sau khi họ có bàn thắng dẫn trước nhờ pha đánh đầu cận thành của Gary Doherty ngay phút 14. Nhưng lợi thế đó không kéo dài được bao lâu. Đến phút 33, Patrick Vieira đã gỡ hòa cũng bằng một pha không chiến dũng mãnh. Ít phút sau đó, bước ngoặt của trận đấu đến khi Sol Campbell phải tập tễnh rời sân sau pha va chạm với Ray Parlour. Mùa giải cũng chính thức khép lại với trung vệ người Anh và cũng chẳng ai ngờ được rằng đó cũng là trận đấu cuối cùng của Sol Campbell trong màu áo của Tottenham. Mất đi thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, Tottenham để Arsenal giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1. Robert Pires là người ghi bàn thắng quyết định ở phút 74, đưa Arsenal đến với trận chung kết ở Wembley. Bất chấp việc Arsenal sau đó để mất chức vô địch vào tay của Liverpool, các Gunners cũng chẳng buồn bã quá lâu. Bởi chỉ 2 tháng sau đó, pháo thủ đã cướp thành công một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử ngoại hạng Anh từ Tottenham, đó là Sol Campbell. Trước đó vào tháng 3 năm 2000, trung vệ người Anh đã ký nháp một bản hợp đồng kéo dài 3 mùa giải với điều khoản giải phóng là 20 triệu euro với Spurs. Tuy nhiên, ở tháng cuối cùng của mùa giải, anh lại quyết định quay xe. Phó chủ tịch Tottenham khi đó, David Butchler, thậm chí đã không giữ được sự bình tĩnh và hét lên trong phòng họp với Sol Campbell. Anh coi bọn tôi là trò đùa. Tottenham không thể chấp nhận loại người như anh. Về phía các cổ động viên Spurs, việc anh ra đi với họ thật ra không phải điều gì quá bất ngờ. Với tài năng của Sol Campbell, anh nhận được lời mời đến từ các gã khổng lồ hàng đầu của bóng đá châu Âu là Real Madrid, Barcelona và AC Milan. Nếu trung vệ sinh năm 1974 nhận lời chuyển đến một trong các đội bóng trên, thì có lẽ các cổ động viên của Tottenham cũng sẽ ủng hộ anh vì Sol Campbell đã cống hiến 9 năm sự nghiệp cho Spurs. Nhưng trong tất cả các đội bóng tại châu Âu, trung vệ người Anh lại chọn Arsenal, kình địch không đội trời chung của Tottenham. Vào buổi chiều ngày 3 tháng 7 năm 2001, nhiều phóng viên đại diện được mời đến tham dự lễ ra mắt tân binh của Arsenal. Thông cáo báo chí khi ấy không ghi tên tân binh. Vì vậy tất cả đều nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là buổi ra mắt của Richard Wright, thủ thành vừa được Arsenal mua về với giá 9 triệu bảng từ Ipswich Town. Nhưng khi cánh cửa phòng họp báo mở ra, tất cả các phóng viên đều sốc nặng. Người bước ra trước ống kính lại chính là Sol Campbell, thủ quân của Tottenham. Đối với giới truyền thông Anh khi ấy, điều đó chẳng khác gì một cơn địa chấn. Cơn giận dữ nhanh chóng được thổi bùng tại Tottenham. Hàng nghìn những lá thư và tin nhắn được gửi đến đòi lấy mạng Campbell lẫn gia đình anh. Áp lực còn lớn đến nỗi,
Arsenal phải thuê vệ sĩ riêng để bảo vệ gia đình của trung vệ người Anh, đồng thời bảo vệ anh mỗi khi di chuyển đến sân tập suốt gần 3 tháng đầu tiên. Sau tất cả, những tình cảm xưa cũ giờ chỉ còn là dĩ vãng. Với những người yêu mến Tottenham, cái tên Sol Campbell giờ đây là hiện thân cho sự dối trá, sự bội phản xấu xa nhất lịch sử đội bóng. Sự thật thì Sol Campbell từng rất muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình tại Tottenham, nhưng đội chủ sân White Hart Lane khi ấy không chứng tỏ là họ có đủ tham vọng trong việc cạnh tranh các danh hiệu, thứ mà Sol Campbell tin rằng anh xứng đáng giành được. Trong khi những người đồng đội trên tuyển Anh như David Beckham, Gary Neville làm mưa làm gió tại xứ sở sương mù, thì chức vô địch cúp liên đoàn năm 1999 là tất cả những gì mà Sol Campbell có được. Đối với Campbell, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định chuyển đến Arsenal. Dù chỉ thi đấu cho pháo thủ trong 5 mùa giải từ 2001 đến 2006, nhưng cựu đội trưởng của Tottenham đã giành 7 danh hiệu gồm 2 siêu cúp Anh, 3 FA Cup và 2 chức vô địch Premier League. Trong đó đặc biệt nhất chắc chắn là chức vô địch ở mùa giải 2003-04 khi mà Arsenal đã không thua bất cứ trận đấu nào. Nhắc đến đội hình bất bại huyền thoại năm ấy, nhiều người sẽ nhớ đến Thierry Henry với 30 bàn thắng ghi được. Tuy nhiên đừng quên rằng, bộ đôi trung vệ Sol Campbell và Kolo Touré chỉ để thủng lưới có 26 bàn thua cả mùa giải. Trong vai trò của một thủ lĩnh ở trung tâm hàng hậu vệ, trung vệ người Anh đã thể hiện cho cả ngoại hạng Anh thấy thế nào là nghệ thuật phòng ngự khi ra sân tổng cộng 35 trận, thi đấu 3.085 phút nhưng chỉ có 3 lần dính thẻ phạt. Sau tất cả, Sol Campbell không chỉ là phi vụ đánh cắp thế kỷ của Arsenal mà còn là bản hợp đồng chất lượng bậc nhất của pháo thủ dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger và là một cột mốc lịch sử trong mối hận thù kéo dài nhiều năm trời giữa Arsenal với Tottenham.